Nông nghiệp Việt kính chào bà con. Quý bà con thân mến, như chúng ta đã biết thì cây trồng sau khi mà mình thu hoạch nó sẽ bị suy yếu và tổn thương. Đặc biệt nhất là hai bộ phận rễ và lá. Do trong quá trình mà mình nuôi trái thì rễ sẽ tập trung hấp thụ chất dinh dưỡng để nuôi trái. Qua quá trình khai thác thì nó sẽ bị suy yếu đi. Bên cạnh đó thì hệ thống lá qua quá trình quang hợp để nuôi trái nó cũng sẽ bị già đi và không còn tốt nữa. Vì vậy, sau khi thu hoạch mình phải nhanh chóng giúp chúng phục hồi lại để vào mùa vụ sau mình có thể hạn chế được các hiện tượng như là ra hoa không đồng đều, rụng trái non hay là bị vàng lá thối rễ. Vậy thì làm sao để giải quyết được những vấn đề này? Thì hôm nay Nông nghiệp Việt xin giới thiệu với bà con một giải pháp mang tên là Simaca. Simaca là một loại phân bón vi lượng được điều chế và cân bằng các thành phần dinh dưỡng phù hợp cho cây trong giai đoạn cây cần cung cấp dưỡng chất hoặc phục hồi và cũng giúp tăng năng suất. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về công dụng của Simaca trong từng giai đoạn của cây trồng. Trong giai đoạn sau thu hoạch thì Simaca giúp cây vuông đọt, xanh lá ra rễ mạnh, tạo tán nhanh, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng và không suy kiệt sau thu hoạch, tạo tiền đề giúp cây cho trái dù sao được tốt hơn. Trong giai đoạn cho trái thì Simaca sẽ giúp cuống trái dẻo dai, giảm tình trạng rụng trái non, trái lớn nhanh lên màu đẹp, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản. Kể từ khi ra mắt, Simaca đã nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất của công ty. Thì vì sao Simaca lại được bà con tin dùng đến như thế? Thứ nhất là do sản phẩm có giá cả phải chăng. Thứ hai là sản phẩm dễ sử dụng. Thứ ba là sản phẩm chất lượng và đem lại hiệu quả cao. Đây là hình ảnh nhân viên đóng gói Simaca để gửi đi cho khách. Các sản phẩm Simaca sau khi được bán cho bà con thì cũng sẽ có nhân viên kỹ thuật đến tận vườn để thăm dò ý kiến và khảo sát chất lượng sản phẩm từ bà con. Thì sau đây mình xin gặp anh Phong, chủ vườn bưởi này để khảo sát chất lượng sản phẩm Simaca xem có tốt hay không. Dạ thì em xin chào anh Phong. Thì sau khi mình sử dụng sản phẩm Simaca thì mình thấy vườn mình có thay đổi gì không? Và anh cho ý kiến. Thì sau khi sử dụng Simaca thì vườn mình thì nó thay đổi rất là rõ rệt. Như là mấy cái cây trái này, rất là đẹp. Uống thì nó hạn chế gớt, lúc trước nó gớt nhóc hết rồi. Giờ thì nó chỉ gớt một hai trái rồi. Trái thì nó bóng rồi, lá nó xanh mướt bóng hơn. Nhìn thấy cái trái là thấy mê rồi. Thì cái rễ ở dưới nó phát triển rất là tốt. Thì phân mà mình bón vô để dưỡng á thì cây nó ăn rễ nhiều quá, cây nó ăn hoàn toàn luôn. Nó tránh trường hợp bị rửa trôi hay là bị hao phân của mình nữa. Rất là sản phẩm này rất là tốt. Xin cảm ơn ý kiến của anh. Sau đây Nông nghiệp Việt xin gửi đến bà con những hình ảnh và video đến thăm vườn của nhà anh Phong. Quý bà con ơi, đây là hình ảnh vườn bưởi nhà anh Phong đã được Nông nghiệp Việt ghi lại. Vườn bưởi vô cùng sai quả, quả nào quả nấy cũng đẹp căng bóng luôn. Đặc biệt nhất là không có hiện tượng rụng trái non. Quý bà con có quan tâm muốn mua sản phẩm thì hãy liên hệ theo số hotline 1900 8020 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình cho bà con. Nông nghiệp Việt kính chúc bà con có một vụ mùa bội thu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con. Hứa hẹn sẽ kịp thời mang đến nhiều sản phẩm tốt hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của bà con. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900 8020 để được tư vấn. Nếu quý bà con muốn mua sản phẩm, xin vui lòng gọi về số điện thoại 1900 8020 hoặc 0915 283 007. Đội ngũ nhân viên Nông nghiệp Việt sẽ hỗ trợ tận tình.